của anh chị và các bạn đang đón xem kênh Chợ Sài Gòn. Hôm nay em và anh Hồng đang có mặt một cái vườn mai ở quận 12 siêu nổi tiếng luôn, đó là vườn mai Sáu Hoàng. Đây, vườn mai mà rất nhiều anh chị các bạn là mong chờ và dục em liên hồi luôn anh chị các bạn ơi. Đó là vườn mai Sáu Hoàng. Bữa nay em đã tới review mai Tết để cho anh chị các bạn cùng tham khảo ở những cái vườn mai mà chuẩn mực như vậy thì giá cả và tình hình nút nụ cũng như phát triển ở hiện tại thì nó như thế nào. Và anh chị các bạn mình lưu ý là cái thời điểm này là cái thời điểm chuẩn bị lặt lá mai, chuẩn bị lặt lá mai rồi nha anh chị. Để em đóng cổng lại cái để mình vô thôi, là hồi ăn trộm vô đó. Ok rồi, ở đây anh chị, hồi cách đây chừng vài tiếng thì em có review cho anh chị xem những cái giống mai đột biến ở vườn mai Sáu Hoàng anh chị. Những cái giống mai đột biến đó là mai Thủ Đức đột biến nè, rồi siêu bông đột biến đó là em có quay kỹ cận cảnh nút nụ những cái cây đó cho anh chị mình tham khảo. Còn trong cái buổi hôm nay thì mình cùng xem coi những cây mai tổng thể ở vườn mai Sáu Hoàng thì hiện tại giá cả và cái tình hình phát triển nó như thế nào nha anh chị. Ở phía xa xa là anh Sáu Hoàng đó anh chị, đây có mặt bông nè. Cái cây đó nghe quen thuộc quá anh Hoàng ơi. Cặp này là quen thuộc quá, hồi nãy mới review xong nè. Phải đứng ngắm viết mà anh vẫn mê mệt cái này ha, tao mê gái anh mê cây. Cây nó làm cho mình dễ chết á, mình thấy nó đẹp quá mình ngắm viết. Đẹp quá ngắm riết ha. Cái cây này để em nói lại cho chị xem cái điểm đặc biệt của nó là theo em được biết, tao cho anh Hoàng anh nói thì nãy mình cũng nói rồi đó, nó đột biến, nó mạnh, cái đề kháng nó mạnh, nó chi nó lên mạnh, cái gì nó cũng mạnh hết mà nút nó bự từ trong ra. Siêu bông đột biến ha, siêu bông đột biến rồi mình cho những cái đột biến khác thì mình đúc kết lại là cái vườn mình đó là có hai cây này là nó đạt tiêu chuẩn để nhất để mình lấy ra để mình nhân giống mình lấy ra để mình ghép những cây bíp á. Dạ. Mình sưu tầm như vậy nó mới hiệu quả, chứ còn mấy cái cây kia bây giờ mình không dám ghép mấy cây kia nữa. Bởi vì mấy cây này nó đặc biệt quá, mình không ghép, mình lép mấy cây kia. Anh là nói lại cái đặc điểm mà nổi trội so với cái siêu bông bình thường, cái mình đi sẽ đi review những cây tổng thể nó khác luôn anh ha. Đặc biệt đó là cái anh đột biến siêu bông này nó hơn những cái đặc điểm của những cái đột biến của những cây khác. Rồi để mình đúc thứ nhất lại á, là thứ nhất là nó mạnh, nó chống thời tiết luôn nha, không có nở bậy. Không có nở bậy, thường thường cái giống siêu bông hay cứ nở bậy lắm, nói vậy anh em tao biết, nhưng mà cái thằng này nó không có nở bậy. Từ hôm Tết tới giờ, từ hôm mà nó đóng bông tới nay là nó nở chừng vài ba chùm thôi. Cây mai nào cũng phải nở lác đác hết, nhưng mà riêng thằng này là nó nở vài chùm thôi. Nhưng mà nó năm nay, thường năm nay là mưa gió, nó đâu có, nếu mà cái cây bình thường nó đâu được như vậy. Nhưng mà nó được con cái là nó chống luôn thời tiết luôn. Tôi để nó này 4 năm rồi đó. Rồi cái đặc điểm thứ nhất là nó mạnh, nó chống thời tiết luôn. Còn cái đặc điểm thứ hai anh, mà nó đều bốn mặt. Nó đều bốn mặt. Phải nói là cái cây đột biến của siêu bông này nó là tôi cũng đi bị gì, tôi với ông bạn tôi là đầu tiên là khai sinh nó ra mà. Cho nên là cái cây tôi mới có 4 năm mùi chứ mấy anh em khác làm gì có. Cái cây này là coi như gần như là nó là F2 của cái mẹ nó luôn đó. Rồi cái đặc điểm thứ hai nó là gì anh? Nó chống thời tiết mà nó bông nó đều, nó bự mà nó không nở bậy như cái nút này, là thay vì
như người ta mà tháng 8 như vậy làm sao mà nó không nở. À. Nhưng mà nó không nở. À. Nó không nở mà nó bự vậy nè. Mà nó nở tới 16 bông, 17 bông rồi tôi nói cái giống này nó đặc biệt quá. Rồi còn cái tiếp theo nổi trội của nó là gì anh? Thì nó mạnh, nó mình nói là nó hồi nãy là nó chi cành nó là giống nó, siêu bông nó không? Mạnh, nó chi nó cứng. Nó không có chi dụng. Cái chi nó rất là mạnh, nó không có chi dụng nhiều. So với siêu bông chi này nó nhỏ hơn hay là cái kia thì chi của mấy siêu bông kia nó hay mạnh hơn. Nó mạnh hơn. Siêu bông nó hay mạnh mai lắm. À, con này cái chi nó cứng hơn. Nó cứng hơn. Mà rồi độ dai của bông hàng này so với siêu bông bình thường thì sao anh? Cái nở thì nó cánh nó bự hơn, bông nó bự hơn. À. Dai hơn không anh? Không, nó cũng giống vậy hả? Cũng nó, cỡ đó ha. 2-3 ngày gì nó mới đụng cánh. À. Nó đặc biệt hơn nhiều lắm. Như cặp này mình giao lưu thì tầm khoảng giá nhiêu anh? Cái cặp này thì mình cũng đã giao lưu rồi. À, giao lưu rồi thôi mình đừng nói giá phải không? Giao lưu không có báo giá. Rồi bây giờ mình đi thử một vòng coi bữa nay Tết năm nay ngày mấy anh lặt lá anh? Chắc tôi lãi từ coi như là rằm là tôi lãi chỉ 1-2 cây thôi. Hôm nay là mười mấy ta? Hôm nay là 10 hôm nay là 14. 14. Bữa nay 13. Hôm nay 13 hả? Hôm nay 13. Hôm nay 13 thì là rằm là tôi mới lãi 1-2 cây thôi. À. Nói chung ra cái siêu bông này nó dễ nở lắm cho nên là mình không có dám lấy sớm. À. Đó. Cái này như cái cây này như vậy thì 16 tôi mới dám lãi. À. Như hơi nhỏ xíu thì 16 anh lãi chứ không có lãi đồng đều đúng không? Đúng rồi, tôi lãi trong vòng 3 ngày từ là rằm cho tới 16 tới 17. 15, 16, 17 đó. À. Là anh lãi lá. Cây nào là nút lớn là anh lãi trước. Mình có lãi đồng loạt lần hay là mình lãi mình cũng nhận định theo tùy theo cây nữa, có cây mình phải lãi buổi sáng. Yeah. Có cây mình phải lãi buổi chiều. À. Đó mình nhận định để mình cái người mà chăm sóc mai á mà giống như tôi nhà vườn như vậy á là cái nhận định của mình đó. Yeah. Là mình tùy theo cây để mình nhận định để cho nó canh cho nó gần như nó không bị lệch. Yeah. Chứ mà mình lãi mà cũng cái ngày 16 mà mình lãi buổi sáng nó khác, buổi chiều nó khác á. Thì mình cũng mong là mình làm sao cho nó đúng ngày Tết dữ lắm rồi cho nên mình phải canh dữ lắm. Năm nay anh thấy so với năm ngoái thì độ đạt của nút nụ thì nó như thế nào anh? Thời tiết năm nay so với năm ngoái như thế nào anh? Nói chung mai năm nay thì nó không già nút bằng năm rồi. Nói chung tình hình chung thì tất cả nó ảnh hưởng gì mà nó không già nút bằng năm rồi anh? Nhiều quá. Tại vì em thấy phân thuốc của anh chắc cũng giống nhau đúng không? Nó mưa nhiều quá cho nên nút nó đúng ra là nó phải già nhưng bị mưa nhiều quá cái nó lá nó còn xanh nó không có chịu già. Thời tiết mấy ngày cuối năm này nó hơi âm u phải không anh chị? Nhưng mà vẫn đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay nắng là nó cũng gánh lại là nó vẫn nở đẹp. Nhưng mà nó không đẹp bằng cái nắng nhiều. Nếu mà năm nay đừng có mưa nhiều thì nó đẹp. À. Rồi mình thử đi một vài cây mình tham khảo cái anh chị ha. Anh chị ơi, bữa nay cái ở vườn mình thì năm nay mình giao lưu mức giá tầm khoảng bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Thì năm nay theo tôi nhận định thì cái giá thì nói chung ra nó cũng không theo tôi nghĩ là bây giờ giá thị trường chắc cũng gần như giống như năm rồi thôi. À. Nó không có tăng lên à, chứ già mùa nó phải tăng lên chứ. Không, nhưng mà mình cũng tính cho nó cân đối phải không? Dạ. Ví dụ như cây này là năm rồi tôi cho thuê được 10 triệu nè. Cây này á, cây này hoành nó tầm khoảng 40 á. Nhưng mà năm nay thì bự hơn anh chị ha. Nó thi một mùa nữa thì nó điều tàn hơn. Thì cái cây này mình giao lưu từ 12 tới 15 triệu. À, năm ngoái là cây này 10 triệu á. À. Năm nay từ 12 tới 15 triệu là vậy là nó thưa hơn. À. Nó không bằng năm nay nó điều tàn hơn. Vậy là tùy theo cái lúc mà mình lặt lá ra bông nút nó đúng như rồi, thế nào rồi mới giá cả nó đạt thì mình hoàn hảo thì mình 15. À. Còn nếu mà nó không được đạt như ý của mình thì 12. À. Thậm chí nhiều khi phải nói là nhiều khi 10 triệu nữa. Ủa cây đổ này giá sao anh? Cây đổ này nè. Cây đổ này là của khách ta gửi. Khách ta gửi ha. Cái mai Phú Yên. Mai Phú Yên có một cái anh ở trên kênh ảnh nhắn vào kênh ảnh hỏi những cây đổ giống gì nè.
cái cây đổ này là cây Phú Yên, giống Phú Yên. Giá trị nó tầm như anh biết không? Cái này á, nếu mà nói về mà cái cây này thì chắc có tầm cũng phải 20 chứ không dưới đâu. 20, cái cây này hoành cũng cỡ 19, 20 rồi anh chị. Cái này phải 20, 25 triệu chứ không dưới đâu, theo tôi đánh giá cây này. 20, 25 triệu ha. Hồi cách đây 2 năm em quay một cây cũng giống cỡ giống giống vậy nè, mà người ta cũng kêu 20 triệu rồi, nhưng mà cây kia là nó gắt hơn cây này. Cái cây này á, lần khách người ta chơi á, là người ta mua về, nhưng mà người ta nuôi á, là nó bị xuống ha. Nó bị xuống dữ lắm rồi, coi như là đưa tôi cứu lại đó. Chứ người ta nuôi gì đâu mà nó chín đen chín đỏ là nó nói chung nó gần chết rồi đó. Nhưng mà tính ra cây này cũng đẹp. Cứu lại đó. Một có nút nụ rồi. Năm nay chắc chơi cũng được à. Ta làm chuyện khác thôi, đâu có biết nuôi chăm sóc mai đâu, cho nên mình mới ta mới gửi mình. Anh bữa nay anh còn cây nào mà giống đổ giống vậy nữa không? Không, năm nay thì không có cây đổ. Tính ra cây đổ cũng cây bay bữa hổm tôi bán rồi, cây bay bữa hổm lúc trước cái cây em nhớ rồi, cây mai bay cái tàng lớn đúng không? Bay là cây đó tôi bán 125 triệu tôi bán rồi. Rồi mình đi dạo những cái cây điển hình ở vườn mai Sáu Quan trong cái ngày hôm nay nha anh chị. Bữa nay là 14 âm nha anh chị. Cái này mình cho thuê khoảng từ 8 tới 10 triệu. Cây này từ 8 tới 10 triệu nè anh chị. Đó, hoành nó cũng cỡ 38-40 hoành nè. Ba mấy à. Nhưng mà cỡ 38 hoành á. Lúc đầy dãy luôn á. Bằng là dây đặc luôn á. Cái này tứ quý ghép gì anh? Cái này á, đại lộc. Đại lộc ha, tứ quý ghép đại lộc. Bông nó giống như là rùi bu. Đại lộc thì nó nút nó lừ phải không? Nút lên số quá trời. Đây. Đại lộc, tứ quý. Tứ quý đông đại lộc mà nút ra bông lớn nha. Nút lớn anh chị ơi. Nút nó gì đâu. Cái này 8 triệu tới 10 triệu ha anh. Nút dày đặc luôn. Đại lộc anh thấy hình như không có nhiều phải không? Đúng rồi. Nó hay bị đốc năm cánh không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nó mà không đốc năm cánh là nó là số 1 luôn loài mai á. Nhưng mà theo tôi nhận định á, là nó đẹp cái cách của nó, nếu mà nó không có năm cánh nó vẫn đẹp. Nhưng mà nó không ác bằng cái thằng siêu bông. Thằng này như là một cái nhánh này nè anh chị thấy không? Một nhánh này nó không có tẻ nhánh nhiều bằng siêu bông. Đúng rồi. Siêu bông là nó rất nhiều nhánh. Đây này nó ít nhánh hơn. Đó. Nếu mà nói về nhánh, cành nhánh là Thủ Đức hay là bất cứ giống nào hết, nhưng mà đều có một cái tôi thấy siêu bông là nó ra nhiều nhánh. Nó tẻ nhánh nhiều hơn. Đúng rồi, siêu bông. Nhánh, siêu bông nhiều bánh nhánh hơn. Còn này là nó ra đột cái. Rồi qua cây khác nè anh chị. Cái cây này là cũng là siêu bông nè. Thì như vậy tới cái cây này thì mình giao lưu đó từ là 15 tới 20 triệu. Cây này 15-20 triệu hả anh? 15-20 triệu. Ồ, cái này hoành lớn á. Cây này hoành cũng khoảng cỡ gần 50 anh chị ơi. Nói y như là một cái chiếc cúp luôn hả? Khoảng 4 mấy à. Ở phía trên nó bự phía trên, y như là một cái chiếc cúp ở trên á. Cái này là giống như đế lưu á. Đế lưu á. Còn dưới là nơm anh chị ha. Dưới nơm. Thì mình giao lưu là mình cho thuê là tầm khoảng 15-20 triệu. Tùy theo nó lên đẹp thì nó... Còn nó yếu thì nó ấy chút. Tứ quý đóng siêu bông nè anh chị. Tứ quý đóng siêu bông nè. Nè anh chị thấy không, siêu bông khi mà nó tẻ nhánh ra nè. Nó ra nhánh nè. Nó ra dày đặc luôn. Tẻ nhánh nhiều anh chị nè. Siêu bông này nó nhánh nó nhiều lắm. Tẻ nhánh quá trời luôn. Rồi mình qua cây khác anh chị. Đó, như cây này mình giao lưu mình cho thuê cũng khoảng 12 tới 15 triệu. 12 tới 15 triệu. Cây này hoành khoảng hơn 40 anh chị. 40. Hoành này khoảng 40 đô la luôn. 40. 12 15 triệu ha anh. Nút cây này còn hơi nhỏ phải không? Năm nay nó bị mưa quá đó, nãy nó hồng á. Dạ. Nó cũng có lớn có nhỏ, nó không đều. Mai năm nay nó không đều nút. Không đều nút ha. Chỉ có cái cặp đó là nó chống thời tiết. Cặp siêu siêu bông độc biến đúng phải không? Nó chống thời tiết. Nó lúc lớn lúc như lúc này bự lúc nó nhỏ hơn mà nó không có đều. Như thằng này bự thằng kia là nhỏ. Có cái thằng mà nó chống thời tiết á, nó giữ là như cái cây này.
Ồ, cây này dữ quá. Cái cây này á là mình cho thuê là từ 20 tới 25 triệu. Cái này ha anh? Cây này. À, cây ba này phải không? À. Cây này từ 20 tới 25 triệu anh chị. Cái này hoành cũng cỡ 50 à. 50. 50 hoành á. À. Cái này nút dữ à. Cây này thì nó nút nó nếu mà nói về mà đừng có mưa á thì nút này cây này dữ rồi đó. Nhưng tại mưa quá thì nó nói chung ra là mình lấy sớm chút thôi. Ví dụ thay vì đúng ra cái cây này mà đúng thời tiết á mình lấy phải 16 hoặc dạ. 17 nhưng mà năm nay mình lấy là buổi sáng 16. À. Nó tùy theo cây mình lấy. Nhờ nắng mấy bữa nó mới được như vậy chứ còn không mưa giết chết luôn. Cái này là 20 tới 25 ha anh? Đúng rồi, cây này nó hoành tới 50 mà tàn nó tứ diện nó đều. Cây này cao tầm khoảng cỡ 8 mét 9 anh chị ơi. Hay tính tới mặt chậu á. Còn tới ngang nó tầm khoảng cỡ 1m8 anh chị ơi. Đó. Cái cây này thì cái này tứ quý. 20 tới 25 triệu. Tứ quý siêu bông luôn anh. Đúng rồi. Một con thú lai khổng lồ anh chị ơi. Cái cây này à, là 4 mùa rưỡi rồi. 4 mùa rưỡi. Tính hoành của nó thì cũng không lớn đâu, tầm khoảng đúng cỡ rồi, tầm mấy à? Ở dưới chắc cỡ 40 à. Ngay cái eo ở tầm khoảng 40 đó anh chị. Còn cây này á mình cũng cho thuê tầm khoảng từ từ anh, cây này là tàn nó từ cỡ 2 mét nha anh chị. Đó, tay cành đó nè. Cao lên chắc cũng cỡ gần 2 mét á. Ở 89 luôn anh chị. Tán cây này thì bự. Tổng thể đó nè. Nãy anh nói cây này là 20 25 luôn ha anh. Đúng rồi. Đây nó có cái bông gió đẹp ơi đẹp luôn anh chị. À. Đó giờ Thiện có được ai tặng mai chưa? Giờ có nè. Có anh Hồng tặng Hồng á. À, đẹp chưa? Thích kêu anh Hồng. Hơi bị đẹp đó. Đếm thử bao nhiêu cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 không? 12 cánh ha. Mình cũng xin nói với anh em là cái cây này nó cũng đột biến con siêu bông nè. Nhưng mà nó không bằng cây nữa. Nó không bằng cặp nữa. Cây này cũng có siêu bông đột biến luôn. Bông đẹp để dành. Cho nên nó là nút nó đẹp hơn cái thằng nó không có đột biến. Thằng này cũng là siêu dạng siêu bông độc biến luôn ha. Nút đang còn nhỏ phải không? Nhưng mà nó không bằng, nó không đều. Nó không đều bên này lớn. Không đều bốn mặt nữa nè. Không coi này nút bự cũng là nó không đều bằng. Mình so ra nó không bằng hiểu không? Chứ nút nó dữ lắm chứ không dữ đâu. Đó, mình coi này nút nở nè. Nhưng mà đều có một cái là mình đút hết lại là anh có hàng chục cây siêu bông độc biến nhưng mà không bằng cặp nó nở. Cái cặp kia là dữ nhất phải không? Nút nó cũng dữ lắm nhưng mà có cái thời tiết năm nay cái cây này nó không bằng cái kia là tại vì cái kia nó chống thời tiết. Còn thằng này nó còn bị điểm này điểm nọ chỗ bự chỗ nhỏ. Nó vậy đó. Mà nút nó cũng lên này ha. Nút nó cũng lên luôn à. Nút nó lên chứ nhưng mà nó không bằng kia cái là nó không chống thời tiết được. Cái cây này nó không đều bốn mà. Cái này giá sao anh? Thì cây này mình cũng cho thuê từ 13 tới 15 triệu. 13 tới 15 triệu. À, cây này hoành cỡ hơn 40 nha anh chị. Cái cây này nó cũng 4 mùa rưỡi rồi đó. Nút của nó nè. Ở nút ghép nè. Đó. 4 mùa rưỡi rồi. Đó, cái nụ nó nè, nó cây này nó cũng chặn lắm, ít nở lắm mà cây này cũng ít nở lắm nha, nó gần như riêng luôn á. Dò mình qua cây khác anh. Này, cây bên này đi. Cây này mình chơi. Cái này nè, cái này. Đó, anh thấy cây nào mà giao lưu được trong Tết thì anh review cho mọi người xem cây này luôn ha anh, hay được không? Cây này được không? Sao? Cây này được không? Đúng rồi, cây này cũng được. Cây này thì mình giao lưu thì từ 18 tới 22 23 gì đó Từ 18 tới 22 á anh chị, 22 23 tùy theo lúc mà chỗ bông ra ha. Cây này hiện tại nó cao tầm khoảng cỡ gần 22 mét á. Nó nghe tầm khoảng 1m8 anh chị ơi. Cái cây này nó cũng 4 mùa rồi đó. 4 mùa ha anh ha. 4 mùa. Nút của nó đây nè. À, nút nó đây. Nút nó đây. Rồi chi cảnh cốt của nó nè. Đó. Hoành nó cũng hơn 40 đó anh chị.
Rồi cây nào mình giao lưu được trong dịp Tết, cây này hình như là dảo khác hả anh? Cái cây này là cái cây dảo gai. Dảo gai đúng không? À. À, nhìn lá nó khác nè anh chị ha. Dảo gai nó lá nó bự, nó dày. Tứ quý đóng dảo gai. Đó, cây này hoành cũng gần 50 anh chị. Hoành đó. 48. 48 anh chị. Nút nó nè. Dảo gai thì nó nút nó bự. Nhưng mà dảo gai là nó nở không có nở rộn như siêu bông không anh? Đúng rồi, dảo gai thì nói chung ra là nó hên lắm nó mới nở đều. Còn nó không hên thì nó nở không đều. Nút này nó có bị hơi xanh không anh? Cái cây này nó mới già nay được cái chừng theo tôi thấy là chừng 10 ngày nay nó mới già lại. Chứ mấy hôm nó xanh đen rồi. Nay mà mình cũng khống chế nó là đầu đó, nhưng mà mình đâu có ngờ năm nay mưa quá. Nhưng mà điều nó cũng không ngon thôi, nhưng mà nó già hết rồi, cũng già rồi, tương đối được rồi đó. Cái này mà chừng 10 ngày nữa là nó tuôn lá hết rồi. Nó cái thằng mà dấu gai này nó xuống lá lẻ lắm. Cái này giao lưu là tầm khoảng nhiêu anh? Cái này mình giao lưu mình cho thuê là cũng khoảng 18 tới 25 triệu. Cái này cao gần 2 mét anh chị, tặng ngang tầm khoảng cỡ 1 mét rưỡi, 1 mét 6. Tàn nó tàn không à. Không tính cái chậu nha anh chị. Cái cây này nó là không? Cây đó. Cái cây này thì mình giao giống một cặp quá vậy anh. Cái cây này là cây Thủ Đức. Thì cây này từ 20 tới 25 triệu. Cây Thủ Đức này cao 2 mét anh chị ơi. Đó, tán ngang nó tầm mỏ 1 mét rưỡi, 1 mét 6 á, 20 tới 25 triệu anh. Cây Thủ Đức nút nó nằm vậy nó chi tàn nó đều giống như cây thông đúng mà. Cây này thì dạng tàn thông một cốt lên ha anh, ghép được bao lâu rồi? Cái cây này năm nay nó là 3 mùa rồi. 3 mùa. Cây này hoành tầm khoảng cỡ 35-38 vậy đó anh chị. Nút nè. Đó, đường thân nè. Rồi ghép nè. Mình ra cây trước cây này. Mình cũng cây lớn ha anh. Tham khảo cây lớn ha. Cây rồi, bây giờ mình ra coi một cây bự. Cây bự nhất vườn. Bự nhất vườn. Nhớ ngày trước anh có cái cây bự nhất vườn 400 triệu phải không? Mà còn không anh? Cây năm rồi mình cũng có chia sẻ cho anh em là cái cây này là nó lớn nhất vườn. Mà nó cũng là đột biến của cái thằng Kêu Bông ra. Nhưng mà nó cũng không bằng cặp hồi nãy nha. Nhưng mà đều có một cái cây này năm cái năm mà nó nở mà tôi coi á, mà nó đạt nhất á, một nụ nó ra đó là 21 bông. Nó nở ra một cục. Nhưng mà tôi dòm nụ năm nay là chắc không có. Vì năm nay nó chia ra đều tàn quá nên nó chia nhỏ. Một cụm là 21 bông. Một cụm 21 bông. Nó là khủng khiếp. Này là để coi cái gì đóng gì đây anh. Gì đóng gì đây anh? Này à, mình đóng thiêu bông. Tứ quý đóng thiêu bông á anh. Lớp này hoành của 70 à. Tứ quý đóng thiêu bông hoành 70 anh chị. Này là chứ bông mấy mùa anh? Bông mấy mùa anh? Cái cây này năm nay là cây bự này năm mùa, năm mùa. Năm mùa mà ra nhanh dữ vậy ta. Năm mùa mà cái nút này nè anh chị. Bự cho bá lửa luôn. Nhấn bằng cầm tay, dính nhấn bằng cầm tay nữa. Bằng cầm tay rồi đó anh chị. Bự hơn cái cầm tay luôn á. Cái cây này là mình giao lưu mình cho thuê là từ 6 tới 80 triệu. Nếu mà thời điểm nó lên đẹp phải 80 triệu. Giá cho thuê từ 60 cho tới 80 triệu đó anh chị. Cây này tán ngang 2 mét. Cao cũng cỡ 2 mét á. Cao cỡ 1m89 á anh chị. À, cao cỡ 1m89. Và nó bị nhau khoảng 2 mét mấy. Nồi đế ha anh. Nồi đế 2 mét mấy hả? Cái này chậu này là chậu 1m2 hả? Chậu 1m2. Chậu 1m2 anh chị. 60 tới 80 triệu, hơn 70 hoành. Cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Lớn nhất ở vườn mai 6 hoàng đó anh chị. Tình hình nút của nó nè. Đó. Cây này thì đây mình coi đường thân của nó anh chị. Đó. Tổng thể của nó là dán chật đó anh chị ha.
Năm Gò mình đã giao luôn mình cho thuê là đúng 60 triệu đó. 60 triệu. Rồi ngoài ra còn cái nào nữa không anh? Thôi mình cũng xin phép với anh em là mình cũng chia sẻ nãy giờ cũng tham khảo thì cũng như vậy rồi. Bây giờ mình cũng xin kết thúc. Kết thúc hả? Ủa cái cây kia hình như cây đó nhìn quen quá. Cái cây đó là cái cây bay. Cây bay này hình như mấy năm trước cũng có quay rồi nè. Cây này nay năm nay có tăng giá không anh? Không, cái cây này năm nay nó hơi yếu cho nên mình cũng không có định giao lưu bị gì nó hơi yếu. Hơi yếu rồi, cây này anh chưa giao lưu hả? Cây này cũng tứ quý ghét siêu bông. Được, nhưng mà thôi mình bị gì đó là nó không được mạnh, nó cũng hơi yếu. Góc này cũng giá trị lắm anh chị. Ở đây cũng còn rất nhiều góc có giá trị nha. Thì giá trung bình nó từ nãy rẻ nhất bao nhiêu vậy anh? Nói chung ra là cũng phải vài chục trở lên chứ không có dưới vài chục được. Dạ. Phải là 30 triệu trở lên chứ không dưới. 30 triệu trở lên chị. Ở đây thì toàn những cây gốc khủng không ha. Đó, quay sơn vòng cho anh chị xem. Đó. Nói chung ra là mai mình còn đế luôn. Đây bên này cũng vậy nè, sau lưng của anh cây này cũng giữ nè. Đó, cây này cũng giữ nè. Cây này hả anh? Cây này hồi xưa là cây bay nó nằm đây nè đúng không? Đó, hồi xưa cây bay nằm đây nè. Bữa nay thay thế bằng gốc này. Đó. Bên này luôn. Bên này cũng là một cái góc mới nè. Đó. Những cây lớn này thì tầm giá nó vài chục trở lên anh ha. Để coi còn cây nào độc lạ không. Cây này hình như anh cho thôi rồi phải không? Cái cây đó người ta gỡ mình nuôi, người ta mua mình bán cho tao đó, người ta gỡ lại. Em nhớ cây này trước ta có mua rồi nè. Ta mua mình bán rồi. Như cái cây này người ta cũng mua mình cũng bán rồi, ta gỡ lại. Cây này anh cây còn phú nữa không? Hồi xưa hình như em nhớ cây này hồi xưa anh bán rẻ lắm nè. Cái hồi xưa mình mới ghép có mấy tháng mình ra mình bán rồi. Hình như anh xưa anh bán cây này 12 triệu hay gì nè, phải không? Nuôi ta 2 năm rồi. Bây giờ cây này là trị giá phải từ 25 triệu cơ đó. Gấp đôi rồi đó. Đúng rồi. Bị nay 2 năm. Cây kiếm cây mà vậy khó lắm mà. Nó nhỏ nhưng mà có vỏ. Tứ quý hình con thú. Còn mấy cây bên này là cây mới, còn cây cũ anh. Mình quay cái cây tứ quý đó cho tất cả anh em ta coi nha, chiêm ngưỡng cái cây tứ quý mà nó đẹp. Quay dạo. Thấy không? Cây này tàn lớn anh chị ơi. Cái này tàn bên ngoài nó tầm khoảng cỡ 2m8. Cái cây này á trâu 2m5. Sao anh? Không có ghép nó là tại vì mình thấy nó đẹp đó, nó tự nhiên á, mình muốn để một cây để mình chơi thiên nhiên á. Nó quay dạo đế toàn là bốn mặt. Tứ quý mà quay nhạo anh chị. Toàn chi bốn mặt, rễ nó cũng bốn mặt. Cái này anh sợ ghép lên uổng hả? Ghép uổng qua thôi để mình chơi để mình trải nghiệm. Cái này chỉ giá nó tầm khoảng nhiêu anh? Nói chung cây này thì mình cũng không có định giao lưu, thành ra mình cũng không có tiết lộ giá bởi vì cũng để mình chơi mà. Mà anh thường mấy cây mà có quay nhạo vô là giá cao lắm à. Ví sao bởi vì cổ nó đặc biệt á, rồi thành ra mình cũng tính để là mình trồng cho nó sân vườn nó đẹp vậy đó. Làm giống như là cây trấn vườn vậy ha. Cây trấn vườn anh chị. Cây này để trấn vườn luôn á. Cây trấn vườn anh trồng dưới đất luôn. Hoành tổng cây này chắc cũng cỡ 70 không anh? Cái hoành hả? À. Không, cái hoành ở trên chỉ có ba mấy thôi. Không, cái ở dưới á, cái cục dưới á. Cái đế này thì bự rồi, nhưng mà cái thân nó chỉ có ba mấy thôi. Cái thân cũng ba mấy, còn dưới là bao nhiêu anh? Cái hoành đế dưới cộng có trăm mấy. Trăm mấy ha. Còn cây phía sau của anh?
là nó giống cây này luôn hả? Vẫn giống một cặp vậy. Thì nó cũng ngang ngang vậy đó. À. Thiện ơi. Một cặp nó luôn anh ha. Cây này hoành cũng lớn nha. Hoành nó cỡ 76 mấy 70 nè. 68 anh hả? Cây này giá trị tầm bao nhiêu anh? Cái này bây giờ giá trị thì mấy cây lớn này bây giờ khủng này bây giờ nó phải tầm 400-500 triệu chứ đâu có rẻ được. 400-500 triệu ha. Rồi tới đây chắc khoảng cỡ 25-26. Đó, em sẽ quay cho anh chị xem cái những cái cây ở đây bông nó lặt lá nó sẽ chỗ bông là như thế nào nha. Còn bây giờ em sẽ tạm kết thúc cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip review mai đẹp tiếp theo ở trên kênh Chợ Sài Gòn nha anh chị. Nhớ bật chuông thông báo và bấm nút like để theo dõi những cái clip mới nhất nha. Xin cảm ơn và xin chào anh Hoàng luôn nha. Bà con